Bộ Mac 10 món 249k có thực sự là đáng đồng tiền? Đây là một cái set trang điểm cá nhân Hatula. Ở đây có mascara này, bảng mắt. Còn hộp đen đen này là phấn phủ. Bút kẻ mắt nước này chắc là mọi người cũng thấy khá là nhiều rồi. Kẻ lông mày. Nhìn hộp trắng trắng sang sang này là cushion nha. Ngoài ra thì mình hơi bất ngờ vì người ta có thêm cây tạo khối highlight. Còn có cả kem nền nâng tông luôn. Một hộp má hồng. Son thì mình nghĩ là có thể tự dùng son của mình. Bước đầu thì mình dùng kem nền, thấy nó khá là dễ tán. Với cả là có nâng tông da nha. Chấm 9/10. Đến cushion này có vẻ là tại vì da em gái mình nó hơi đen. À nhầm, hơi ngăm. Cho nên là bị trắng quá. Thật sự là nó cũng tẩy vào da với cả là không bị loang đâu. Cái mình thích nhất chắc là bảng mắt đấy mọi người. Bây giờ chia ra thì mỗi món trong hộp này chỉ có 25.000 thôi. Nhưng mà cái bảng mắt với cả eyeliner thì khá là chất lượng. Phần má thì các bạn phải dặm tầm kiểu 2-3 lần nó mới lên màu hẳn nha. Mình sẽ không dùng cây highlight mà lấy highlight luôn từ bảng mắt. Có điều mình không thích là cái cây kẻ lông mày nó hơi khó tán. Nhưng mà được cái là vì nó bén cho nên là rất là dễ kẻ. Để cái bước này xong rồi đánh son phát là xong. Với cái mức giá này thì mình nghĩ là chất lượng của đồ nó sẽ không thể bằng những cái món mà mấy trăm nghìn được. Nhưng mà với cái bộ trong cái tầm giá như thế này chất lượng khá là ok nha. Cho mình quay về hồi cấp 3 ấy, thì mình vẫn sẽ mua cái bộ này cho những cái dịp đặc biệt như là bế giảng, khai giảng hay là đi ăn tiệc cưới. Mình nghĩ là các bạn học sinh sinh viên có thể tham khảo cái bộ này nha.